Chỉ số VN Index hôm nay không thể kết phiên ở mức cao nhất ngày, nhưng vẫn đóng cửa tuần trên mốc 1.220 điểm. Kết phiên VN Index tăng 4,67 điểm lên mức 1.221,03 điểm. HNX Index tăng 0,73 điểm lên mức 228,22 điểm. Độ rộng toàn thị trường nghiêng về bên mua với 478 mã tăng và 328 mã giảm. Sắc xanh chiếm phần lớn trong rổ VN30 với 16 mã tăng, 12 mã giảm và 2 mã tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước đó, với khối lượng giao dịch khớp lệnh của VN Index đạt gần 657 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt hơn 15.000 tỷ đồng. HNX Index đạt hơn 55 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 1.000 tỷ đồng. Về mức độ ảnh hưởng, TCB, VCB, HVN và MSN là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN Index với hơn 3,3 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, GVR, FPT và LPB là những mã có tác động tiêu cực nhất khi lấy đi hơn một điểm của chỉ số.